Ok, chào mọi người. Hôm nay lại gửi cho mọi người ít lửa câu nha mọi người. Thì đa phần lửa câu này sẽ là những lửa câu chuyên cho anh em săn hàng, hoặc anh em có thể câu cá phi, câu đài. Nhưng dĩ trên đây là mọi người. Đó. Phần này thì nó sẽ chuyên về săn hàng nhiều hơn. Rồi, để sắp vô cụ thể từng mã cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không có clip sắp lên đó, thì anh em cứ gửi về sắp nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Đi gửi mọi người mã số 1 nhé. Mã số 1 mình lên cho mọi người là một mã này gồm 1 túi 2 3 4 5 5 túi. 5 túi lưỡng này lưỡng của Nhật nha mọi người. Đó. Nó có dạng nó xây nó thì nó dạng tương tự nhau. Đó. Đây, cái lưỡng Kamakatsu số 16 nè, đó, lưỡng đỏ. Bịch này như là nó để là 9 lưỡng nè. Đó, bịch này mình đếm sơ sơ tầm khoảng 7 lưỡng. Bịch này 17 lưỡng nè, bịch này đủ lưỡng nha mọi người. Đó, bịch này 10 lưỡng, 2, 4, 6, 8, 8 lưỡng. Bịch này chắc đủ lưỡng nhé. Đó. Đa phần lưỡng này chia qua cho anh em săn hàng nhé. Bịch này lưỡng owner. Đó. Đây mọi người. Đó. Thì 5 quỹ này mình bán với giá 100k nha. 100k cộng ship. Để mình lấy ra mình đo một size cho người xem. Đo size số 16 này cho mọi người nhé. Lưỡng này thì chia qua cho anh em dạng câu ngâm nhiều ha. Đó, câu ngâm săn hàng. Đó. Đây, lửa đỏ nha mọi người. Đó. Lưỡng nó cực kỳ dày nha. Đây. Mình để vào tập đo mọi người. Đó. Phần lưỡng nó thế này mọi người. Đó. Thì mấy quỷ kia thì nó na ná nhau thôi. Đó. Trên lệch nhau một tí. Rồi, giá bán mã số 1 giá là 100k nhé. Bán đồng giá hết luôn. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 vẫn là lưỡng Gamakatsu. Này có 1 2 3 4 4 quỷ nha mọi người. Đó. Đây. Lưỡng này chuyên về cho anh em màu câu biển nè, câu biển săn hàng câu ngâm. Đó. Lưỡng Gamma thì có size số 13 nè, 14 nè, 16 và 14. Hai quỷ size số 14 nhé. Đây, nó để là tải được 5 kg nha mọi người, tại tỉnh nhé. Đó. Mấy cái quỷ nó có để thì mình báo cho anh em. Đây. Quỷ số 4 này chắc đủ lưỡng luôn nha mọi người. Đó. Đây, số 16 này cũng đủ luôn. Đó. Cái này có 1 2 3 4 túi nha mọi người. À, 4 túi này, giá công khai vẫn vậy nha mọi người. Nó 100k. Đây, bịch này đủ lưỡng nha. Còn rất là chắc. Để đo xe lưỡng cho mọi người xem. Lưỡng này chuyên về cho anh em con ngâm nhé. Lưỡng số 13 nè. Đó. Con lưỡng nó thế này mọi người. Đó. Đây. Đó, cho anh em săn hàng. Rồi, giá công khai vẫn vậy người. Vẫn là 100k, mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì gồm 1 túi 2 3 4 5. 5 túi nha mọi người. Đó. Trong đó thì có hai mã số 2 bịch lưỡng số 13 nè. Đó. 3 bịch lưỡng số 13, bịch lưỡng số 12 và bịch lưỡng này cũng số 12 luôn, 5 túi. Lưỡng số 12 này nó sẽ có ngạnh ngược nha mọi người. Đó, rất là xịn. Đây. Đó. Rồi, giá công khai một quỹ này giá vẫn là 100k nha mọi người. 1 2 3 4, 4 quỹ. Để mình lấy cái mình đo bịch này cho mọi người xem. Đó. Bịch này có ngạnh ngược nha mọi người. Đó, bịch này có ngạnh ngược, chắc là xịn luôn. Chuyên về cho anh em nào dạng câu bằng màu tép nè, đó, màu rung nè. Đây, ngạnh ngược trên lưng nhé. Đây, phong lưỡng nó thế nè. Đó. Đây, lưỡng này lưỡng sẽ rộng dài. Đây, phong lưỡng đó mọi người. Mùa cá cóc ở miền Tây về thì anh em lưỡng này lưỡng câu cá cóc rất là ngon nhé. Mã số 3. Giá vẫn là 100k người. Đó, 5 túi. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 gửi cho người vẫn là lưỡng Gamakatsu. 1 2 3 4. Bịch này được 5 túi nha người, 5 túi. Đây, một bịch lưỡng hàng Nhật nè, đó. Lưỡng màu hồng. Lưỡng size số 17, lưỡng số 17. 18 và 16, đó. Đây mọi người, size lưỡng nó đây. Thì lưỡng 18, 17 này chắc chuyên về cho anh em săn hàng rồi, đó. Đây. Lưỡng khá là bự nhé. Lưỡng số 16, 17, hai bịch số 17 nè mọi người. Đó, 16 này chắc là đủ lưỡng luôn á. Thấy rất là nhiều nha mọi người.
Bịch số 18, bịch này chắc thiếu lửa nên cái gói này sẽ là 5 túi nha mọi người. 5 túi mã số 4. Giá vẫn là 100k nhé, để mình đo trong xe tập cho người xem. Lửa này nó còn niêm phong nè, rất là chắc. Đây mọi người, đó. Chiên ngoài cho anh em con âm nhé. Sân hàng. Rồi, giá công khai mã số 4, giá cũng là 100k nha mọi người. À, mã số 4 được 5 túi. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì khoảng quay 1 2 3 4 được 5 túi nha mọi người. À, lữ con nên nè. À, lữ này anh em câu đài dạng sân hàng rất là ok. Không anh em tóm lăng xê. Đó. Đây, số 10 và số 11 nè. Đây. Lữ vàng nhé, dạng sân hàng. À, Yamakasu xe số 16, Yamakasu xe số 14, Yamakasu xe số 16, nữ hoàng, này được 5 túi, đó, giá cũng là vậy mọi người, giá cũng là 100k, để mình lấy mã số 11 này ra đo cho mọi người xem, đó, mã số 5, giá cũng là 100k nha mọi người, đây, 50, phong lưỡng nó thế này, đó, lưỡng này cực kỳ bén nha, nên cái này là hàng từ Nhật về. Đây, bơm lửa đây mọi người. Rồi, giá khoảng là 100k cho 5 túi. Tính ra một túi chỉ có 20k thôi nha mọi người. Đó, rất là ok. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 sẽ là lửa này là lửa đen. Lửa này nhiều anh em đặt lắm nè. Đó. Có thể tôm lăng xê, tấm lăng xê, tấm làm giữ dít cũng được. Rất ok. Cho anh em về sân hàng câu ngâm. Đó. Lửa này sân hàng nên anh em câu đài, sân chép. Rất là ngon nha mọi người. Có xây là xây số 5 nè, xây số 10, xây số 5 và xây số 6. Thì form lửa nó cũng na ná nha mọi người. Đây, mọi người thấy không? Đó, nó cũng na ná nhau. Đó. Có đợt 1, 2, 3, 4, 4 túi. Xây số 16 này chắc đủ nè. Xây số 15 này không, xây số này không đủ nè. Cái này chắc đủ. Cái này thiếu hoài lửa. Đó. Để mình gom vô thành 4 túi này, giá là 100k nha mọi người. Để mình đo xe số 6 này cho mọi người xem. Đó. Giá cũng vậy nha mọi người, giá là 100k. Đây, lửa này còn niêm phong. Phơm lửa này là anh em câu chép rất là thích. Rồi lửa này là lửa đen. Đó. Đây, phơm lửa đây. Đó. Câu đài, câu sân hàng. Rồi, giá là 100k nha mọi người, mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 gửi cho mọi người là một mã lửa Yamakasu. Yamakasu số 16, Yamakasu số 13, Yamakasu số 14 và lửa owner số 15. Lửa owner này cực kỳ dày nha mọi người, dạng này dạng sân hàng. Đó. Đây. Bịch này đủ nha mọi người. Bịch này cũng đủ luôn. Lửa số 18 này cũng cực kỳ dày nè. Đó. Rộng lửa cực kỳ dày luôn. Lửa số 13, lửa này nhỏ hơn tí nhưng mà dạng này có ngạnh ngược nha mọi người. Đủ lửa. Lửa số 14. Đó, cũng dạng sân hàng. À, để mình đo xây lửa số 18 mình cho mọi người xem. Đó. Cái này có 1 2 3 4 4 lửa nha mọi người, 4 túi nha. 4 túi này giá quá là 100k. Đây. Lửa cực kỳ dày. Đó. Đây. Cộng thép cực kỳ dày luôn nha mọi người. Cái này chuyên về cho anh em săn hàng nhé. Phong lửa nó thế này. Đó. Rồi, giá cũng là vậy nha mọi người, giá cũng là 100k mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 gửi cho người lửa cũng là Yamakasu. Đây, lửa Yamakasu số 17 nè. Yamakasu số 18 nè, đó. Nãy mình có đo rồi. À, Yamakasu số 17 và Yamakasu số 14. Lửa này chuyên về cho anh em săn hàng luôn. Lửa này thì nó có 1 2 3 4 5 5 lửa thôi nha mọi người. Tối này có 5 lửa thôi. Nhưng mà được cái là bịch này mình gom lên là xây lớn đúng không ạ? Chuyên về cho anh em săn hàng. Đó. Xây lửa thì mình cũng đã đo nó cũng na ná nha mọi người, thấy không? Đó, xây lửa mình cũng đã đo nãy rồi. Mã số 7 rồi. Này mã số 8 mọi người. Mã số 8 này mình bán với giá cũng là 100k nhé. Đó, mã số 8 100k.
Tiếp theo lên đây. Lên đây là mã số 9. Mã số 9 là đây. Có 1 2 3 4 5 6, 6 quỷ nha mọi người. À, mã số 9 là nhiều vậy ta. À, lữ số 4 nè, Gamakatsu nè, đó. Lữ chiên anh em săn hàng. Quéo cái lữ xe quéo vô nè, đó. À, lữ Gamakatsu số 10. À, số 16, số 16, số 15. Cái này có 2 3 quỷ nè, gọng vuông có, gọng dài có nè, đó. Số này thì lữ này lữ mới, lữ của hàng Nhật luôn nha mọi người. Để mình đo xe số xe số 14 này cho mọi người xem. Đó. Rồi, mã số 9 giá cũng vậy người, giá cũng là 100k nhé. Đây lữ này dạng thân hàng, lữ rộng cực. Thân nó cũng cực kỳ dài nha mọi người. Đó, form đây này. Form nó sẽ quéo như thế này. Đó. Cho anh em câu ngâm săn hàng. Đây. Phong lượng nó đây. Đó. Rồi, giá mã số 9 giống là 100k nhé. 100k cộng chip mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 gửi giống người là vẫn là lữ Gamakatsu. Lữ là lữ số 18, bỉ này có 2 quỷ. Lữ này lữ Gamakatsu số 18, lữ này nhiều rồi mọi người. Đó, quỷ này nhiều. Đó, dạng săn hàng. Số 18 thì rất là bự nhé. À, Gamakatsu số 16. Bịch này rất là xịn nè. Đó. Bịch này bên Nhật họ bán là 35.000, 350 yên, nó rơi tầm khoảng đâu đó, rơi tầm khoảng gần 70.000 thì Việt Nam. Đó. À, Gamakatsu, lữ này siêu bự luôn, siêu khủng. Tí mình đo cái xe lữ cho mọi người xem. Gamakatsu số 15. Đó, lữ này dạng phơm biển, lữ nhỏ. Nó nhỏ chứ nhỏ chứ nó cũng na ná lữ số 16 này nha mọi người. 18 này nha. Có là một lữ, một bịch nè, hai bịch nè, ba bịch nè, năm bịch. Cái này năm bịch nha mọi người. Năm bịch giá cũng là 100k nhé. Đây mình đo cái xe số bịch xe số 16 cho mình xem. Lữ này lữ săn hàng. Lữ này đây. Đó. Lữ cực kỳ dày, nguyên cọng thép bự chà bá lửa luôn. Đó. Đây. Phong lượng đây, đó. Chuẩn cho anh em săn hàng nhé. Rồi, giá công khai mã số 10, giá cũng là 100k nhé. Tiếp theo mã 11. Mã 11 thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 túi nha. Lữ Gamakatsu số 10 nè, cái này có 4 lữ. À, số 15, cái này đủ. À, số 16, cái này chắc dư luôn á mọi người, cái này thấy nhiều lữ lắm. À, số 14, lữ này dạng cũng đi biển nè, đánh biển nè. À, cái mũi nó sẽ quấu vô. Gamakatsu số 12. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 túi nha mọi người. 5 túi này giá quẩn vậy mọi người. Giá là 100k. Đó. Đo xe số 14 này cho mọi người xem. Đó. Rồi cái này còn niêm phong luôn. Rất là chắc nha mọi người. Đó. Đây. Mấy cái dạng lửa mà chia cho anh em câu biển săn hàng nè. Đó. Sẽ bố như thế này. Đó. Rất là khó vô cá nha. Cá ăn vô cá là khó vô lắm. Đây, phần lửng nó thế này. Đó. Rồi, giá mã số 11. Giá cũng vậy nha. Giá cũng là 100k. Dạ, dính rồi. Dính tay. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 gồm 1, 2, 3, 4, 5 túi nha. Đặc biệt có túi này. Túi này cực kỳ nhiều luôn. Này lữ chắc lữ Gamakatsu quá mọi người. Đó. Túi này chắc cỡ hai mười mấy 20 lữ à, nhiều lắm. Đây, lữ lữ đỏ. Lữ hồng nè, đó, lữ săn hàng nè. Đó. Lữ săn hàng nè, Gamakatsu số 16 nè, 18 nè. Đó, bịch này thì có hai lữ thôi, bù qua bịch này nó rất là nhiều nha. Đó. Rồi, mã số 12 giá cũng vậy, giá 100k nha. Để mình đo xe lữ này cho mọi người xem. Đây mọi người, phơm lữ chia cho anh em săn hàng câu biển nè. Đó. Đây. Gamakatsu. Phơm lữ nó thế này. Đây rồi, đó, thấy rõ không? Đó. Lữ nó săn hàng thì nó sẽ quấu như thế này. Rồi, cộng này nó cũng cực kỳ dày nhé.
Rồi, giá mã số 12, giá cũng vậy người, giá là 500k. Tiếp theo mã 13. 13 thì lên đây sẽ là những lửng mà chiên cho anh em câu đài săn hàng, câu cá chép nhé. Tiếp theo là mã số 13, đây, đây là lưỡi không ngạnh nha mọi người, lưỡi không ngạnh hàng của Nhật nha, mấy anh Japan. Size số 4. Lưỡi Gamakatsu size số 10 nè, bịch này 20 lưỡi mà chắc bịch này thấy nhiều lắm. Đó. Đây, Gamakatsu nha mọi người, có ngạnh nhé. Gamakatsu size số 9 nè, lưỡi này câu đài hết châu chê luôn. Đó. Gamakatsu size số 3, Gamakatsu size số 4. Đó. Phơm lửng nó thì sẽ na ná nhau thế này mọi người, nè mọi người nhìn nè, nó na ná nhau thôi. Đó, đây. Rồi mình lấy mã xây số 3 đo cho mọi người xem. Đó. Cái này còn niêm phong nè mọi người. À, để lấy số 4 thôi. Số 4 nó tháo được không? Số 4 tháo được. Lửng này cho anh em về câu đài là khỏi chơi. Được cái là lửng này nó có cái phe tròn ở trên nè mọi người. Đó. Đây chỉnh cho anh em chuẩn chỉ câu đài câu cá chép, anh em có thể câu ngâm cũng được, làm bằng C cũng rất ok nè. Phom lửng nó đây, vừa một ô tập nhé, ô tập mình đo cho người ô tập 8mm nha mọi người. Đó. Rồi giá công khai mã số 13, giá là 100k nhé. Tiếp theo mã số 14. 14 thì cũng có Gamakatsu nằm mọi người. Đó, ngữ đen hai bịch xe số 9 nè. Đó. Hai bịch xe số 10. Một bịch lưỡi 10 vàng, một bịch lưỡi 10 đen nè. Đó. Cái là xe số 11. Cái này có hai lưỡi thôi. Quan trọng là bốn bịch này. Bốn bịch này cũng rất là nhiều nha mọi người. Đó. Lưỡi này nguyên zin đủ luôn, đủ lưỡi luôn. Lưỡi này thì dư luôn á mọi người, 13 lưỡi mình thấy dư luôn rồi. Phơm lửng này cũng dạng chiên về cho anh em câu đài nha mọi người, câu đài câu cá chép. Đó. Rồi giá bịch xe số 14 giá sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo 15. 15 gồm 1 2 3 4 5 5 túi nhé. Gamakatsu xe số 10 nè. Đó. Số 10, số 9 và số 5. Phơm thì nó cũng na ná nhau nha mọi người, đây phơm nó thẻ na ná nhau thế này. Đó. giống nhau thôi. Số mừng mọi người. Đó. Để lấy cái mình đo cái xe số mừng này đi, đo số mừng cho mọi người xem. Mã số 15 giá cũng vậy người, giá cũng là 100k nhé. Đây lửng cũng dạng cực kỳ dày nha mọi người. Đó. Dày lắm. Anh em mua mấy cái lửng mà dạng combo thế này nè, rất là hời luôn. Thường thường là mấy bịch này thì sẽ là ra tầm khoảng 30k một bịch, mà gom lại tầm khoảng 5 bịch thì sắp bán với giá 100k thôi. Tính ra tầm khoảng 20k một bịch. Đây, phơm lửng thế này, đó, một ô ly nha mọi người. Nếu so bề ngang á, thì cái này sẽ 10mm, đó, bề cao sẽ là 16. Đây. Đủ 13 lửng nhé. Tiếp theo mã số 16. 16 lên cho người vẫn vậy người, lưỡi Gamakatsu chiên về cho anh em một câu chép câu đài. Đây phơm lửa đây. Đó. Lưỡi vàng. Lưỡi vàng. Lưỡi xám đen nè người. Đó. Lưỡi không ngạnh. 1 2 3 4 5, 5 túi nha. Rồi. Cái này 19 lưỡi, rất là nhiều lưỡi luôn. Cái này 8 lưỡi mà thấy trong này rất là nhiều luôn nè, đó. Cái 8 lưỡi đủ nha mọi người. Phơm lửng nó thì na ná nha thôi, nó bề ngang tầm khoảng một ô ly nha mọi người, nó bề ngang tầm khoảng một ô ly. Có cái lửng này thì nó bề ngang nó nhỏ hơn một tí nè. Đó. Rồi mã số 16 giá quẩn quậy người, giá là 100k. Tiếp theo mã số 17. 17 thì vẫn là vậy người, lửng Gamakatsu nè, nó cái này được 4 vị. Xe số 10, xe số 11, xe số 9 và xe số 4. Đó. Phơm lửng nó sẽ na ná nhau thôi. Đây. Nè mọi người. Nhìn thấy rất là na ná nhau thôi. Đó, giống nhau. Đó. Này chuyên về cho anh em câu lăn xê, câu ngâm, câu đài. Đó. Săn cá chép, lưỡi này săn chép ngon nè, săn chép săn phi rất là đã. Để lấy cái mình đo cho mình xem. Đó, xe số 9.
mình sẽ pen nha mọi người. Lữ này còn niêm phong luôn. Túi này nó 10 bục, túi này nó tới 20 lữ đang cho anh em câu thả ra luôn. Đó. Phong lữ nó thế này, lữ cực kỳ bén nhá. Em mọi người, đó, phong lữ nó cũng na ná luôn thôi. Chiếc này mình lên cho người tầm khoảng 1 ô ly tập nè. Đó. Thấy không? Rồi, giá mã số 17, giá cũng vậy người, giá cũng là 100k nhá. Nói chung thì mình bán cái này mình sẽ cố gắng đi nhanh nè. Nó sẽ na ná xe lửa nhau thôi. Tiếp theo mã số 18, 18 đây. Lửa số 10, số 11, số 10 và số 10. Đây, 2 bịch, 3 bịch số 10 và 1 bịch số 11. Phơm lửa nó cũng vậy nha mọi người, phơm lửa nó ra tầm khoảng 1 ô ly nha. Đó. Lửa số 11 nè, số 10 này đủ nè. Số 10 này chắc dư luôn đó mọi người, rất là nhiều lữ. Nó để trong đây là 12 lữ thôi nhưng mà nhìn lại chắc nó hơn 12 lữ nhiều lắm. Mua cái bịch này ngời lắm nè, cái này 15 lữ này, dư 15 lữ luôn quá. Đó, mua mã này rất là ok nè mọi người. 1 2 3 4 4 quỷ nha, 4 quỷ giá cũng vậy người. Giá cũng là 100k. Mã số 18, tiếp theo 19. 19 vẫn là lữ Yamakasu nè mọi người. Số 10 nè, số 10. Số 8, lữ này lữ chắc carbon luôn mọi người, lữ xám xám nè. Đó. Số 4. Rồi, giá cũng vậy người, giá cũng là 100k. Mã số 19. Thế sẽ lữ số 20. Đây, 20 quấn quẹt. 1 2 3 4 4 túi nha mọi người. Trong đó có hai túi chiên quẹt cho anh em câu ngâm nè, câu biển nè. Lữ câu ngâm câu biển này thì rất là dày nha mọi người. Đây. Cái gọng nó rất là dày luôn nè, đó. Bề ngang tầm khoảng 1 ô ly. Số 11 này vẫn là chiên cho anh em câu biển nè, đó, bề ngang rất là dày. Anh em quấn câu đài được nhá, câu đài, câu phi, câu chép rất là ok. Đó. Lữ này là chiên quẹt chép, lữ này chiên chép luôn. Đó. Phơm bén mảnh đó. Bề ngang vẫn là 1 ô ly nha mọi người. Đó. Rồi, giá mã số 20, giá cũng vậy mọi người. Giá cũng là 100k. Lữ nó 15 lữ nè, thấy rất là nhiều luôn. Đó, này cũng 15 lữ. Mấy này chắc nghĩ là đủ lữ hết luôn nha mọi người. Đó. 4 túi giá 100k cộng ship nha, mã số 20. Tiếp theo 21. 21 mã cuối cùng là cho người hôm nay. 1 2 3 4 5 6, 6 túi nha mọi người. Gà mã số 10 nè. Gà mã số 11 nè. Đó. Lữ vàng. Gamma số 11 nè, lữ vàng, phom dài. Đó. Gamma số 10, bịch này đủ lữ nha mọi người. Đó. Chiên chép. Gamma số 11, gamma số 12, lữ xám, chiên ngoài chanh em cốc chê. Số 5, gamma số 10. 15 lữ. Mấy lữ này anh em cốc chê cá chê cũng rất là ngon nhé. Có phom cong cong như thế này, cốc chê, cốc cá thắt lát, rất là ok. Mã số 21 giá là 100k nha mọi người. Đó, gồm 6 bịch. Nha mọi người, cái tập phơm lửng này nè. Phơm lửng này anh em câu cá chê ngâm là hết bài luôn. Đó, câu thắt lát. Cái này cũng vậy. Đó. Rất là bén nha, cái này rất là bén luôn. Rồi, đó tổng cộng 21 mã lửng em lên shop lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng mã nào thì chốt lên lại shop xuống thoại tấp, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.